Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai có tên gọi là thử thách của nàng, để xem hai cô gái này lựa chọn phải thử thách gì nhé. Xin mời. Sau khi lựa chọn ngẫu nhiên thì bạn số 3 sẽ biểu diễn một tiết mục vũ đạo, còn bạn số 4 sẽ trả lời nhanh trong vòng 60 giây. Bạn số 4 mời bạn sẽ cùng thử thách 60 giây hỏi đáp nhanh. Xin mời. Chào em, anh sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Em có 60 giây nhé. Dạ. Anh sẽ đọc rất là rõ ràng cho em. 60 giây bắt đầu. Mẫu bạn gái của Đức Anh là gì? Mẫu bạn gái của Đức Anh. Chờ qua câu này đi. Món ăn ưa thích của Chí Đại là gì? Em quên. Quên luôn rồi. Quên. Ok. Luôn. Chàng trai từng có một tình yêu sét đánh tên là gì? Anh Đức Anh ạ. Sinh nhật của Chí Đại là ngày tháng nào? Em nhớ là tháng 9. Chàng trai có thói quen cà phê nghe nhạc một mình tên là gì? Dạ, Đức Anh ạ. Chí Đại chia sẻ khi yêu hai bạn nên gặp nhau khoảng mấy lần một tuần? Hai lần một tuần. Bạn còn dư 8 giây, bạn đúng được 3 câu. Có 6 câu mà bạn đúng 3 câu là được rồi. Cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ của mình. Rồi, bây giờ mời bạn số 3. Nhìn giống như là mấy cô mà ca sĩ mà tự tin mà ngày xưa mà chị coi mà nhóm Mây Trắng, nhóm Mắt Độc rồi gì đó. Đặc biệt á, em lại chọn cái nghề của chị thích nữa. Dạ, em vô nghề này cũng nhờ chị á. Vậy hả? Tại vì trong một chương trình cũng có của công ty thì lúc đó em là thí sinh, thì lúc đó em mới 16 tuổi à, thì chị có khuyên em là hãy cố gắng hơn nếu muốn vô trường sân khấu và phải chọn một cái bước đi cho vững bước cho mình, thì em không thể là thi diễn viên hết, nên ra em cố gắng học để thi được đạo diễn. À vậy đó hả? Dạ, em cảm thấy bước đi này của mình đúng. Có đôi lúc á chị sẽ có một cái lời khuyên rất là chân thật, có thể là làm tụi em đau lòng, tại lúc đó người ta đang thích mà còn khuyên khuyên ra không à. Và cuối cùng là em đã chọn như là chị mong muốn ha. Dạ. Chúc em thành công nha. Cảm ơn em. Mời em về chỗ của mình. Hai phần biểu diễn cũng như là trả lời nhanh gọn lẹ, thì không biết là hai anh chàng của tôi có sự chọn lựa nào khác không? Các bạn sẽ giữ lại ai cho mình? Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Yeah, bây giờ thời khắc quan trọng, giải lao rồi, suy nghĩ rồi, hai em quyết định giữ lại ai? Có thể cho em hỏi
Hỏi đi, muốn hỏi gì cũng được chứ. Bạn nghĩ gì nếu như người bạn yêu á vẫn còn ảnh của người yêu cũ ở trên Facebook của mình, để ở chế độ một mình xem? Câu hỏi của bạn rất là hay. Đối với riêng ai không biết, nhưng mà đối với riêng Thấm á thì trường hợp nó sẽ không chấp nhận được ạ. Còn bạn số 3 thì sao? Tùy mức độ của hình ảnh như thế nào. Ví dụ mình coi đó một người như người bạn thân cũ để lại thì em chấp nhận. Còn để lại để vương vấn tình cũ thì em không chấp nhận được. Em ấn tượng với cô gái số 3. Mời đèn của số 3. Chị Đại, cái sự suy nghĩ nó bắt đầu thay đổi, sao động chút xíu. Sao động? Bắt đầu cảm giác cô số 3 này bắt đầu thú vị hơn. Dạ. Bởi vì khi mà ra rất là tự tin và thể hiện cái cá tính riêng của mình á. Em ấn tượng với cô gái số 3. Số 3 luôn. Mà có gì nữa, mời hai em bước xuống dưới, quay mặt lên đây và chúng ta sẽ được xem mặt thật của hai bạn. Rồi, mời hai bạn nữ. Hai đứa đứa nào cũng đẹp chứ? Đúng luôn. Bé số 4 là đẹp theo kiểu mà danh nhân. Còn bé số 3 cũng xinh xắn theo kiểu sinh viên. Hợp lý quá. Rồi, mời tắt màn hình, mời hai bạn về chỗ. Mời gặp gỡ bạn số 4. Xin mời em. Tuổi đủ trưởng thành, đủ bình yên để thừa nhận sự cố chấp của bản thân khi xưa. Thì ra lý do của việc không buông bỏ chính bởi trong sâu thẳm lòng mình vẫn còn hy vọng. Cho đến một ngày nhẹ tên, em ngừng hy vọng để đón nhận một nhân duyên mới, thì lại lỡ hẹn tần số với cả hai bạn nam bên dưới rồi. Em dặn nhẹ anh cái, em xin mời hai anh tới đêm chăm sóc da cho hai anh cho thật đẹp để có bạn gái. Dạ, em mời hai anh đến tiệm em để chăm sóc da, để làm đẹp và để có bạn gái ạ. Em ra đây em có thấy ấn tượng với hai anh này không? Dạ, em ấn tượng với anh Đại nhiều hơn. Có thể chia sẻ là cái mẫu người bạn trai hay là người chồng tương lai của mình như thế nào không? Dạ, cái mẫu bạn trai của em như lúc nãy em đã nói là em không cần ngoại hình quá đẹp. Em chỉ cần một người gọi là chững chạc, tử tế, chân thành, biết tôn trọng người lớn. Đặc biệt đó chính là tự lập, tự lo được cho bản thân của mình, không nhờ vả vào gia đình. Có luôn em, trong chương trình chỉ có quay phim. Quay phim như vợ đâu, giơ tay. Nhiều lắm em nha, chị sẽ làm mai làm mối tiếp cho em sau chương trình này. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay, chúc Thấm là thành công trên con đường kinh doanh nha. Dạ em cảm ơn. Dạ, chị ạ. Cảm ơn em. Okay, cảm ơn em.